Hello anh em, mình là Kim Botun. Dạo này cái thời gian vừa rồi ấy, thì cũng là dịp cuối năm Tết nhất mà gia riêng mình cũng rất là bận. Thì hôm nay có thời gian rảnh rỗi một tí thì ngồi làm cái con dơ le, gọi là con dơ le phát sinh, để dành cho các anh em mà hay đi đèn trợ sáng hoặc là đi đèn led, pha led đó, mà muốn đá đèn đó. Bình thường thì anh em không lắp những cái dơ le này đá đèn thì cứ phải bật công tắc liên tục, như thế thì nó cũng rất là hại công tắc. Mình cũng phải sửa cho anh em, rất nhiều những cái anh em mà hay đá đèn như thế là cũng rất hay hỏng công tắc. Thì đây là cái quang cảnh bàn làm việc của mình đó. Màu hồng đó, màu hương ấy. Nói đùa với anh em, đây là cái bàn học của con cún nhà mình. Thì cháu nó cũng học xong rồi thì mình rảnh rỗi thì mình ngồi mình làm luôn ở trên cái bàn này. Thì đây là cái lõi của cái con chip passing đó, mình vừa làm xong. Đây là cái con này mình đã làm hoàn thiện xong rồi, thì nó sẽ như thế này đó. Nếu như anh em nào có nhu cầu thì alo mình, số điện thoại mình sẽ để ở phần mô tả. Thì nguyên lý hoạt động của nó, các con dơ le của Kiên Motul làm ra luôn luôn sẽ là có bốn đầu dây đó. Dây màu đỏ ở đây sẽ là dây dương, dây màu đen sẽ là dây mát. Ở trên con dơ le này thì mình sẽ có thay đổi màu dây, nó là cái con dây này màu hồng hoặc màu trắng bất kỳ, nhưng cái dây vàng này luôn luôn nó sẽ là một dây vàng đó. Thì không nói liên tuyên dài dòng nữa thì mình sẽ sâu luôn vào cái con này. Ở đây thì mình dùng một cái bóng sợi đốt để thay cho một cái bóng led đó. Thì ở trên con dơ le thì mình có câu một cái dây đen ra cực âm của ắc quy, và một cái dây từ bóng đèn ra cực âm ắc quy, tất nhiên rồi đó. Và một cái dây màu vàng này thì sẽ là dây dương để câu vào cái bóng L4 đó. Chẳng hạn đấy, bóng L4 hay là bóng đèn pha sẽ có một cái dây để câu vào bóng. Thì ở trên đây thì mình có hàn một cái dây màu trắng. Cái dây màu trắng này sẽ là dây dương vào bình ắc quy, hoặc trên xe thì anh em có thể đấu vào một cái công tắc. Ví dụ như xe Jim thì nó có một cái nấc đầu tiên, nó sẽ là bật đèn mang tét hay gọi là đèn đi mi đó. Rồi bóng đồng hồ sáng, bóng hậu sáng, nhưng bóng pha là vẫn không sáng, thì anh em có thể đầu cái dây trắng này vào cái công tắc đó, bật lên một nấc nữa thì đèn pha nó mới sáng đó. Thì khi anh em đấu vào thì nó sẽ sáng như này đó. Mình xin phép là mình sẽ bỏ cái dây ra cho đỡ chói mắt đó. Còn khi anh em muốn bật chế độ phát sinh thì mình sẽ làm thêm một mình sẽ làm thêm một cái công tắc, ví dụ như công tắc còi chẳng hạn nhé. Thì mình sẽ dí vào thì nó sẽ nháy như này đó. Mình sẽ giả lập cái trường hợp là anh em bật đèn lên đó, bật đèn lên để cái đèn nó sẽ sáng liên tục, và anh em sẽ bấm phát sinh thì nó vẫn cứ nháy nhá đó. Như này rất hay và hiệu quả. Còn nếu mà ví dụ như ban ngày anh em không bật đèn, anh em chỉ cần bấm cái nút còi chẳng hạn đấy, hoặc là công tắc, thì đèn nó sẽ nháy như này đó. Cũng rất là hay và hiệu quả. Cũng chỉ là từ những cái con dơ le 5 chân như thế này đó. Dơ le 5 chân như này, hay là dơ le để mi, hay là dơ le ổn định điện đó. Hay là dơ le Haza, mình cũng chỉ chế là từ những con dơ le như này thôi, dựa trên một chút cái kiến thức về điện tử, mình sẽ chế ra được những cái con như thế này. Nói chung là con này là cái mạch nó rất là cầu kỳ và phức tạp. Thế thì mình sẽ không hướng dẫn làm clip hướng dẫn anh em để làm một cái clip về hướng dẫn những cái cách làm con dơ le như thế này, nên là anh em cũng thông cảm. Nếu như anh em là có nhu cầu mà muốn đặt hàng mình thì mình sẽ ship hàng trên toàn quốc nhé. Ở cái clip lần sau ấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em lắp trực tiếp trên xe, để anh em có cơ sở để lắp hoàn thiện trên những cái chiếc xe của mình khi mình ship hàng cho anh em ở xa đó. Còn số điện thoại của mình là 0165 614 6888. Địa chỉ Face là Kiên SOM đó. Hoặc anh em có thể inbox cho mình và Messenger cũng là Kiên SOM luôn, hoặc Zalo cũng là Kiên SOM đó. Rất đơn giản thôi. Cũng nhân tiện đây cũng cảm ơn những anh em mà đã đặt hàng của mình và đã lắp hoàn thiện trên xe thành công cách mỹ mãn.
Mình cũng xin chân thành cảm ơn các anh em đã chú ý theo dõi và quan tâm đến những cái clip của mình làm. Nếu như anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe kênh của mình. Và nếu như anh em có những ý kiến phản hồi gì, anh em cứ ghi ở dưới cái phần comment ấy, thì mình sẽ trả lời một cách nhanh nhất có thể. Hẹn anh em vào những cái clip sau ấy, thì mình sẽ lắp trực tiếp lên xe cho anh em có thể là biết cái cách và các cái màu dây để lắp sao cho nó đúng. Ok, xin chân thành cảm ơn.